Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 và những tháng tiếp theo. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các địa phương, các sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên 3.242 tỷ đồng, đạt trên 56% dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm tăng 3,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%. Doanh thu du lịch tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu của một số doanh nghiệp giảm. Một số sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, giá bán giảm mạnh. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Tình hình sạt lở bờ sông diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Phát biểu tại phiên họp, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo: tình hình tăng trưởng trên địa bàn chúng ta còn thấp, các ông chí phải cố gắng đề ra những cái giải pháp tích cực để thực hiện cái chỉ tiêu này. Muốn tăng trưởng phải đầu tư xây dựng, các cái nguồn vốn đưa vào sử dụng. Thì vì vậy, dựa trên các cái yêu cầu, các cái dự án chuyển tiếp chưa khởi công, các ông chí cũng phải lập hồ sơ, báo cáo kế hoạch để sử dụng thực hiện, có thời gian, có cam kết, kể cả các cái dự án mới, các cái dự án chậm tiến độ, những nơi chưa làm tốt thì đương nhiên phải có cái xử lý. Thì xử lý đây nhiều cấp độ, có thể điều chuyển vốn. Ngoài ra, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, các sở ngành cần tiếp tục theo dõi, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với bệnh COVID-19, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa phương. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã xem xét thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh.